Bây giờ là mấy giờ? Hơn 9 giờ tối rồi. Ngồi đây buồn buồn lên đây, lại nhải mấy câu cho vui. Chào các bạn nhé. Nói chung là cuộc sống ở bên này á, thì con cái nó không như Việt Nam đâu các bạn ạ. Ở Việt Nam á, thì xà thấy nhiều khi cuối tuần á, con cháu nó đến rồi á, nó thăm nom rồi có cái gì á, nó gần gũi hàng xóm này kia. Ở đây khác lắm. Ở đây không có như ở Việt Nam đâu. Ở đây á, nhiều khi chúng nó đi làm về cuối tuần chúng nó còn đi chơi với bạn bè chúng nó nữa. Cho nên tại sao mà lý do bây giờ người ta không thích đẻ con là vậy? Lý sao có con lớn lắm rồi nhưng mà chúng nó cũng đâu có thèm thèm có con cái đâu. Nó nuôi con chó còn hơn là nó đẻ con. Cho nên nên nhiều khi ở đây á mà người già, cho nên Nisa luôn luôn nói là ở đây bởi vậy cái mấy cái người già người ta cô đơn lắm. Bây giờ Lisa còn còn lái xe đi đây đi đó được mà còn đôi khi còn cảm thấy buồn đấy chứ. Những người già thì không biết họ như thế nào. Cho nên Lisa lúc nào Lisa cũng cảm cảm giác như là những người già ở đây người ta khổ lắm, người ta cô đơn lắm. Nên nhiều khi người ta nghĩ lại cái thời xưa người ta sung sướng hay là người ta làm cái ông gì ở Việt Nam ấy, rồi bây giờ sang đây người ta mới nghĩ lại người ta mới cô đơn, xong người ta mới tức cộng sản là như vậy, lý do là như vậy đó. Cho nên nhiều khi cũng mặc kệ người ta. Mình nói thôi, nói để cho các em các cháu ở Việt Nam biết được cái cuộc sống bên này thôi, chứ thực sự mấy cái người già bên này ấy, họ chả làm được cái gì đâu. Họ chỉ có làm ra như thế để mua vui cho những cái người cô sống cô đơn bên này thôi, người ta hận thù cộng sản thôi. Cho nên là chủ yếu nên sản nói là chủ yếu là nên sản nói cái cuộc sống ở bên này để cho người Việt Nam, những cái người mà thường nghĩ rằng ở bên này sung sướng lắm người này kia các thứ, để cho người ta hiểu được một phần nào đó thôi. Chứ còn mấy cái người chống phá ở bên này ấy, bây giờ nó hết thời rồi. Cuộc sống hiện đại thì phải chấp nhận vậy thôi. Đúng rồi, ở đâu cũng có cái sướng, ở đâu cũng có cái khổ, xem là mình quen cái cuộc sống như thế nào thôi, để mình tìm ra cái vui cho mình. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, tội gì không vui đúng không? Mình không vui mình cũng phải tìm ra cái để mà mình vui chứ, chứ tội gì phải buồn phải hận phải thù làm gì cho nó mệt ra. Nên giống như nhiều khi như là cảm tưởng là nhiều tại sao con người người ta cứ đi ra ngoài đường nhiều khi người ta không kìm được cái sự nóng giận của người ta, chẳng hạn như là gặp người này người kia cứ hùng hùng hổ hổ lên. Tại sao? Tại vì chính cái tư tưởng của họ đó nó nhiều cái stress quá, nó giống như là tức tức bực trong cuộc sống rồi nó không được thanh thản, cho nên khi mà họ đi ra ngoài đường ấy, lúc nào họ cũng bực tức. Ai mà động vào một cái là người ta có thể người ta phản độ phản 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 ứng lại ngay đúng không? Thế ví dụ như là chẳng hạn như nhiều khi Lisa nghĩ là Lisa lái xe chẳng hạn, Lisa không có vội đi đâu hết, cho nên là ai muốn tranh chỗ của Lisa Lisa cho họ, ok mình có thời gian mà, cho nên mình cứ từ từ thong thả mình đi. Thế còn những cái người ấy, người ta chẳng hạn như cái người kia người ta tranh chỗ của họ, người ta tức quá, người ta tại vì người ta cũng đang vội, cho nên là người ta phải đấu đá lại nhau. Cho nên đi xa mới nghĩ rằng ấy, trong cuộc sống ấy, cái mà cái cuộc sống của người ta nó stress quá này, nhiều áp lực quá này, rồi đôi khi trong cuộc sống nhiều thứ nó làm cho người ta áp lực quá, cho nên là cái bản tính của người ta nó cũng nóng giận hơn, chẳng hạn vậy. Tại sao ở bên cái xứ này họ họ ít ít giống như là đấu đá nhau hơn, tại vì cái cuộc sống của nó thực tế nó cũng hơn ở những nước Việt Nam chẳng hạn hay là gì gì
Kể cả sống ở Việt Nam vậy, những cái người người ta cái cuộc sống người ta thanh thản thì bao giờ người ta cũng bình tĩnh hơn. Những cái người mà người ta cuộc sống của người ta nó nhiều áp lực đúng không? Kể cả bên này cũng vậy thôi, ví dụ như là cái cuộc sống của người ta không có được thanh thản thì người ta sẽ tức bực, người ta không làm gì được. Ta cô đơn quá, người ta không làm gì được thì người ta phải chửi, chửi để cho nó thoát cái stress trong đầu người ta ra, những cái gì người ta bực tức ấy, người ta không làm gì được cho nên người ta phải chửi. Nên nhiều khi mình xem những cái comment ở bình luận ở Facebook đấy, mình cũng thấy cũng tức nhưng mà nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cho họ. Cho nên mình thôi kệ người ta đi, coi như làm phước cho họ thì mình nói lại vài câu để cho họ cảm thấy rằng họ nói chuyện có người đang nghe chẳng hạn vậy. Cứ cái đấy cũng là một cái cách để làm phúc cho họ thôi. Cho nên là con người mình càng thanh thản bao nhiêu ấy thì mình ít tức bực đi bấy nhiêu, đúng không các bạn? Chị ơi, già nước ngoài cô đơn nhưng không biết điều, cứ chửi quê hương thì về đâu, nói chung ngụy vẫn ngụy mà thôi. Thì đúng rồi đó, cho nên là tại vì người ta cô đơn quá, như Nisa vừa nói trên á, tại người ta cô đơn quá, người ta áp lực quá, sống cuộc sống người ta họ giống như mình tưởng tượng mình ở trong một cái hoàn cảnh mình không biết làm cái gì hết. Mình cứ ở trong một cái chỗ đấy thì mình đương nhiên mình phải bực tức rồi. Bực tức thì mình nghĩ lại những cách những gì gì đó rồi họ họ mới càng hận thù là như vậy, lý do là như vậy. Rồi á, cái bọn nó lợi dụng được cái sự hận thù đấy để nó làm lợi cho riêng bản thân chúng nó. Chẳng hạn vậy. Thì tại vì Lisa, ví dụ như một cái nhóm nào ấy nó biết là Lisa hận thù cái gì đó thì nó sẽ tóm được cái đó để nó lợi dụng, đúng không? Bây giờ nó thấy mấy cái người kia hận thù quá rồi, bây giờ rảnh rỗi rồi để ăn trợ cấp hay ăn tiền già chẳng hạn vậy, tùm lại nó hội nhỏ một cái nhóm như thế rồi nó làm cho người ta thỏa mãn, giống như là mình muốn đi nghe nhạc, mình muốn mua cái gì đấy mình cũng phải trả tiền như vậy đấy. Thì nó lợi dụng cái sự hận thù của người ta để nó tiêm kích vào, để nó mua vui thôi, thực sự thế. Chứ còn chúng nó chống phá gì đâu, các bạn cứ thử nghĩ mình xem làm sao mà chống được, hàng bao nhiêu chục năm, bao nhiêu loại bao nhiêu loại 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 kẻ thù mà Việt Nam còn đánh được, chứ mấy cái ba cái thằng răng thì rụng tá lạ rồi, đánh nấm gì nữa, cho nó về, nó về không biết nó đi được mấy bước nó ngã ra nó rồi đâu nữa mà lãnh đạo đất nước, đúng không? Chẳng có cái thằng nào bên này nó làm được cái tích sự gì đâu. Nên... chết rồi, có việc phải làm, cho nên đây nói vài câu cho vui thôi chứ gần cũng không có cái gì đặc biệt cả. Nói mấy câu và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và mọi thứ cũng hãy cứ bình tĩnh, cái gì cũng có thể giải quyết được thì mình cứ thong thả bình tĩnh, từ từ rồi cũng tới đích à.